tình cảm uống rồi, lâu ngày uống rồi, lâu ngày uống rồi, chẳng qua em vừa thấy vừa rồi với bác. Còn đây bác muốn uống, không sức khỏe uống nữa chứ. Em khỏe mạnh, thế thôi không uống nữa đi. Không uống nữa à? Tức là bác bảo là bác không uống lại với em, thôi bác không uống nữa đi, em tự uống. Khó tính lắm, anh tính em khó tính á. Vì em hay sống nguyên tắc cơ. Nguyên tắc là nguyên tắc mà con người là con người cơ. Anh em bây giờ chẳng hả? Chú là anh rồi, anh sống vô nguyên tắc. Không cần nghỉ nguyên tắc rồi. Em không dám là người học với anh. Nhưng anh lại xấu rằng anh là anh của em. Anh bằng đủ má này, đi cụ mày, ba mẹ mày, fucking you. Đừng. Thôi thôi em xin uống mình đi. Ôi uống chung uống mình anh chấp nhận rồi, uống mình thôi chế. Cái gì vậy? Cái gì em tài cho cô giọng anh? Rồi anh em mình uống. Uống cái sự mà xin đói. Vâng đi, không phải 2012 không được uống đâu. Rồi tới đâu tụi anh. Bây giờ chú uống nữa không? Uống nước không để anh đổ vào, đấy thôi. Đơn giản như bây giờ anh nhá, bây giờ anh không nói nhiều á. Một là uống, hai đổ vào. Bác nói thế thì tức là một là mày uống với ta, hai là mày uống với em, uống với mày, đéo uống với mày. Thì mục đích anh là giúp mama
Em là em hút. Em muốn em luôn nhé. À, bây giờ mà chú lại em hút. Vâng, em hút, nói phải nghe. Ok, yes sir. Tao nói là phải nghe. Vâng. Ngon uống. Okay. Nhưng mà anh cũng chơi không đẹp lắm đâu. Anh từ đầu đến giờ ấy. Em nói thật với anh nhá. Nó tệ vấn đề. Từ lúc mà vào quay này. Nhưng nếu nó thẳng thẳng vấn đề. Anh né đến bây giờ ấy. Anh này chèn em sao rồi? Thế đó. Anh lé được chán nào chú mang tiếng anh. Anh né quá nhiều chén luôn. Từ tất cả mọi người đây, anh chưa né một chén nào cơ. Từ cái ngày đầu em uống rượu với anh đến bây giờ anh vẫn né chén. Đến bây giờ anh ấy uống rượu với em. Thế chú để anh nói anh. Nếu như em thích bắt lỗi anh. Bởi vì em mà em uống đâu. Chưa nó uống đâu. Em nói thẳng với anh nhá. Ba lần người ta gọi là phá tan không vậy? Lần đầu tiên một chuyện với anh là phá tan. Em Chuẩn rồi. Lần thứ hai ở đây. Anh nói rằng anh đang cưới. Một bây giờ lần thứ ba đó. Anh nói rằng ba là Kim Mã. Kim Mã thì mày gọi điện cho tao thì mẹ uống xong. Đi hát karaoke nhảy tưng bừng người ta. Chú nó bảo anh không nhiệt tình. Lần đó anh nói với em. Thì anh uống rồi thì anh bảo anh uống rồi nhá. Anh vui á chú ấy, anh chọn đời á chú. Trong khi đó em chưa khi đến với anh bao bè không? Nhưng mà anh có phải là anh chối từ gì đâu. Thì anh bảo anh uống rồi thì anh bảo anh uống rồi thế thôi. Đúng không? Anh nói thật với anh đi. Cảm thế anh thằng đàn ông nào anh muốn uống giết chết em chẳng mua tiệc hôm nay chẳng là sau quá khứ ok em bây giờ chén này dọn đầy em xin anh nghĩa dọn đầy mai đi học tao mới biết được rằng lịch ngày mai anh dọn đầy xuống rồi anh em xin anh nghĩa xin phép anh dọn lên đầy. Bây giờ em sẽ bắt đầu em không coi trọng nào anh gỡ ra thì em bù với anh ok em bù với anh không chia sẻ nào anh chẳng cần chia sẻ luôn nhưng mà em biết bây giờ phải xử nhá. Thứ nhất chén đầu tiên hôm nay có ba người khác, cái thứ hai là 5 người khác. Thì anh ngồi giữa chim thì bây giờ anh uống đi. Anh uống hai chén đi chị cũng không sau đó không anh không uống. Anh không tôn trọng em. Anh chả. Này em nói thật anh ạ, em tôn trọng anh là người anh. Nhưng anh chẳng tôn trọng em là thằng em. Thì bây giờ em tôn trọng anh như nào? Thôi ok, em. Một là chú uống với anh. Hai là chú thôi. Chú đừng nói. Ok chú. Ok rồi. Linh tinh là gì mày. Ok, bây giờ thử chén này. Thế thôi đúng không? Đơn giản. Tức là kể cả lúc trước anh cũng cứ thế đeo được. Em, à anh cũng đeo quan trọng như này. Thì từ sau em biết rằng là em uống với cả anh Trung. À anh Trung đâu pha Trung Tình. Anh Trung Tình, anh Trung đâu pha. Cả anh uống bao nhiêu Trung Tình đó là mình quan tâm Trung Tình. Từ khi anh uống với thằng Pula bao nhiêu đéo cần biết. Anh đéo cần biết là quan tâm tuổi của anh. Như thế đéo nào cũng được. Thì bây giờ anh sẽ uống với mày. Dù mày uống đi kể cả 20 chén hay 30 chén tao uống này. Ok, em chờ với anh ấy. Vậy thì bây giờ tôi bây giờ chú thích chơi được gì? Em, anh thích chơi được gì? Anh chẳng thích chơi được gì. Anh đã bảo anh chẳng thích chơi được gì. Thế anh giờ chú là em. Chú mời anh rượu nha, chú thích chơi thì anh chơi, đúng không? Nhưng mà anh thích chơi uống thì anh uống, anh đúng không? Giờ chú ấy bảo là anh trước anh uống, trước anh chơi chén nào không, đúng không? Đúng không? Thế bây giờ chả nghĩa là chú là đàn em, anh đi mời chú. Thứ nhất có hai điều. Thứ nhất nếu em chơi tay đúng không, còn nếu như thế mà họ là giờ sau rồi anh chơi kiểu gì trước cơ anh cứ chơi kiểu gì đâu đúng không? Ok vuông một câu là nhảy trước này anh có làm gì đâu vuông một câu từ chén này nhá vuông một câu đi chú muốn uống vuông một chén này gọi là you and me tức là tôi và ông. Rồi chú cứ sòng phẳng đi, chú cứ chơi sòng phẳng đi, chú đừng có ông lại đứng lên lại.
Bây giờ tôi vô một câu là nếu như em đi là tôi ông thích nha. Chả nào giờ thích uống uống, thích nghỉ nghỉ đúng không? Ông là thế bây giờ ông cũng bảo nghỉ, tôi chưa nghỉ. Ông như thế nào? Cứ uống đi bao giờ chú bảo nghỉ là nghỉ. Nhớ nhá. Nhưng mà ông chơi không chịu. Đấy thế nhá. Cuối cùng là chú vẫn chốt câu đấy nhá. Thôi anh không uống nữa đúng không? Anh coi như vậy. Chứ sao anh không lịch sự. Cuối cùng này cũng không lịch sự đúng không? Lịch sự nào? Dũng vào cấp chuẩn đi. Em nói thật này nha. Nếu như em nói thật. Chú nói xong ba lần rồi. Lần đầu tiên uống rượu ở bán hàng. Vậy cũng hết hết sức. Hôm đấy là cá độ uống thôi nữa. Bây giờ anh em Việt đấy anh làm chứng cho em từ chén rượu anh chuẩn đi. Next half. Sửa ra. Sửa ra là gì ạ? Sự yếu thắng sẽ là gì ạ? Phật thân của chiến thắng thôi. Nó lên lên nó mang gì vậy? Làm gì bây giờ anh được chứng kiến. Anh được cầm chén, anh được anh ngồi giữa làm gì? Cầm chén. Ủa? Đúng vấn đề đâu? Sự yếu thắng là gì? Anh tính anh hiểu thằng tính anh cũng hiểu thằng thằng nào thích kích anh tính cho kích thoải mái luôn, tức là thằng nào kích anh thì anh cho nó chết. Không, anh không cho chết luôn. Anh đang muốn cho anh chết đấy. Từ ba lần nãy rồi, hai lần rồi em để anh vì là anh đang muốn anh chết. Vậy thì lần này em vẫn có thể là thằng đàn em mang thẻ mắt nặng em chịu chết chết đấy. Anh giết em chết đi. Muốn là nào? Anh chả giết nào chết. Mà hai lần rồi anh ạ. Hai lần thì có lần nào anh thiếu nhiệt tình với chú ăn thiệt nói cho anh toàn bất bất hiểu anh nhá. Lần đầu tiên em gặp anh là anh. Bây giờ anh nhá, chú nói như này em buộc với anh thằng là quán. Bây giờ nhá, chú giờ nói chú đừng căng thẳng quá mọi chuyện nhá. Nói lần đầu tiên đi, chú bảo anh không nhiệt tình lần đầu tiên. Thế bây giờ chú phân tích anh lần đầu tiên anh không nhiệt tình. Lần đầu tiên nhá, em với anh Việt với nhà Duy uống rất nhiều rồi, sau đó anh mới đến. Thế chúng ta đến sau bởi vì là công việc. Không uống chắc. Ok, rồi. Đó là lý do công việc. Quan trọng mình uống từ lúc mình đến lúc cuối thôi. Chứ đừng xem lúc đầu. Không có, em không xem lúc đó. Ừ. Thế bây giờ. Thế cơ. Không phải bây giờ anh lỗi của ai? Sau đó. Thế lúc đấy là lỗi của ai? Không phải giờ phân lỗi của ai? Ok. Của ai? Thì bây giờ em không dám nói là anh ghét nữa. Thì bây giờ thì mà xả luôn hai rồi đúng không? Anh làm như vậy nhỉ? Bốn lại như này nhỉ? Lỗi của anh. Bốn lại lần thứ nhất là lỗi anh nhỉ? Lần thứ hai nhá. Anh nhớ không? Rồi lần thứ hai. Em vẫn nhớ. À, đó em vừa ăn uống rượu quán đến đi ăn. Và em với anh ăn uống ở cái ngã tư sở ngay ở gần đây. Nếu như anh chỉ thích bắt lỗi từ cái lần đó, em với anh có sự chuẩn bị trước. Nhưng anh cũng nói là anh sinh nhật hay lý do gì đó em nói thật với anh nhá, anh vẫn đi anh vẫn uống anh con thiếu chút chặt nào đâu tóm lại nhá, nhưng mà anh thích sở hữu vấn đề bây giờ nhá, em có thể uống với anh và bây giờ chú thích uống hay không, bây giờ chú thích uống hay không, em muốn rồi uống nữa thế uống như thế nào anh là uống thôi uống thôi uống thế nào rồi bây giờ anh thiệt xóm xót cồn thế nên mười tháng anh nhá. Thi đấu gì đâu em ơi. Chả ai thắng vui thôi. Không người, không em không nói. Không phải thắng vui. Anh không vừa thắng thua. Nếu thắng thua thì chú đi chỗ khác. Thẳng quan điểm luôn, chú người thẳng tính, anh cũng là người thẳng tính. Thế vậy thắng thua thì không hát. Tại sao nghe hai lần trước anh lại đối xử với em như kiểu là người thắng thua? Chú, hai lần trước anh đối xử với chú như người thắng thua như nào? Chú, em đúng như từ xưa có thắng thua gì đâu. Anh bây giờ là em chú bây giờ. Thôi thôi, chứ không muốn đâu. Đấy nhá. Thế bây giờ muốn đi là uống rượu để vui thôi. Chú
quê em uống. Chú là đàn em, chú mời uống hay uống. Cho nó đi về. Không, để rửa cái này đi về. Ê, trẻ ế em dồn rồi đấy. Có lấy đá nữa. Trẻ ế không cần lấy đá. Trẻ ế tức là mọi người... Em coi. Bây giờ là... Tại sao quay là dồn đấy? Xưa này này, chẳng qua là không hết cho dồn vào trong tay rồi. Anh vẫn cứ muốn là bị... Em xin lỗi. Chúng em thoải mái đi chú cứ... Em tại sao là trong suốt 3 lần vừa rồi em không nói với em về đấy không? Anh vẫn muốn rằng anh chỉ là một người thắng cuộc. Mà tính em cơ, anh có thắng đâu. Em làm sao thắng được anh? Thì em thắng em ăn thèm. Chú, em thắng làm sao được anh? Rồi chú nói cái em làm sao thắng được anh? Sợ. Anh chả bây giờ được. Ba lần trước chú bảo là anh toàn nó là cái vấn đề em muốn giải là anh có việc chặt chặt chú cấm anh à? À thế thì em có việc chặt anh cho em à? Ừ, anh chả cấm gì chú đúng không? Anh miễn là anh em mình vô tình rằng là em miễn là anh em gặp nhau vui là được. Em cắt lời anh này. Em muốn mối quan hệ chú đừng phân tích anh không anh chán nghe mà tức là anh kéo nghe lời của em thì anh ấy hiểu gì đâu được em bây giờ anh kéo nghe là tức là em anh kéo nghe anh kéo nghe em thì em nghe gì đâu bây giờ chú một là bây giờ chú uống hai là anh nghỉ anh về tức là anh nghỉ anh đi về thì em cũng nghỉ đi về thôi thôi được rồi em thì không sợ con cháu đi đi để đủ nha bây giờ chú thích uống thì em uống tức là anh nói cái để hôm khác em không sợ. Thứ nhất dựa vào mối quan hệ giữa em với anh Việt của sự bây giờ như là nhá anh ngại anh ghét nhất anh ghét nhất rồi cứ nói chuyện căng thẳng uống rượu còn chưa là căng thẳng với ai cả bây giờ anh em cứ nhưng cũng chính chứ chưa bao giờ em căng thẳng với ai rồi hòa bình anh em mình hòa bình xong rồi uống với nhau hòa bình nhá còn bây giờ hòa bình có đến đâu thì do chúng quyết định chuẩn chưa em không dám quyết định thôi tóm lại bây giờ nhá yên anh có chứng ngày mai tươi rộng là sao? Từ bây giờ trở đi uống hết cái nửa chai này. Đừng cái này uống hết cái này luôn. Em này lại đang mệt đấy. Em vừa ba tiếng hôm hết được nửa gãy. Em nói thật ra nhá, em là thằng đàn em rất ít tuổi. Nhưng tính em cũng chào anh. Chú gì ạ? Hơi chú ạ. Chú nói thì nãy hơi nhiều. Nói hơi nhiều nhưng mà chuyện gì? Anh là người lớn anh sống. Anh sống từ trước hay trả ai sẽ trả đúng em nhưng mà phân tích làm đéo em chẳng làm cái đéo gì với việc còn anh nói thế khác đéo thì anh bảo em chẳng làm cái đéo việc thôi chú uống đi đúng không, anh nhầm em chẳng cảm thấy cái gì cho anh uống anh nói mà chẳng cái gì cuộc sống anh chán này không nghe nữa ngồi một nào uống hay đi về trọng gì đi về, cô đi về đi về nhá đi về đi về đi thôi thì anh em mình để hôm sau tiếp nhá đừng trong bao nhiêu nữa, lấy sóng anh nghĩa là mình chết đấy. Lấy ba mình anh nghĩa là đứt đấy. Không phải như này. Vui nhờ. Đạp đây. Mai veo. Từng mi cơ giống nọ. Có được về hay không đã? Cười chứ đi. Rồi xuống tiếp. Em nói thật bằng chơi là rõ rồi đấy. Búc rồi đấy. Một
to rồi nhá. Rồi. Đây rốt đỏ. Ừ, anh em đỏ coi chết rồi. Đặc quá. Phí nhỉ? Phí nhỉ? Phí thế. Alo ba. Ok. Ba đây.
Ok. Thế thì anh không về nữa. Không về nữa. Xem gọi cho Dũng thì nó thì mẹ ngã mẹ ngang đường. Không, Dũng có tỉnh lắm, Dũng cao, Dũng tỉnh nhưng mà chị ở đây mai về đang đều trước mình bảo đi mẹ em qua thằng nào luôn ra cái gì. Dũng tào ấy. Không phải gọi gì nữa. Một cái phố lớn không sướng. Ơi. Ai? Tao á? Em tao á, học sáng. Tao nói thật nhé, mày có mày cứ ứng ra đi. Rồi chưa may mày lao núi tao bảo nó cầm tiền nó cho. Mình ngồi ra cho tí nó đẩy cái gì đây anh như vậy chứ còn không không mai chưa mai phải tầm 12 giờ này ừ được rồi ok nha ừ. Anh còn líu kéo lốt làm cái gì nữa mệt kinh rồi lên mới cười mới chơi vai đái lên phong đứng lại say.